Hello, xin thân chào anh em. Tuấn David lại quay trở lại để cống hiến cho anh em tiếp tục một cái video nói. Mục đích của mình là chia sẻ cho các anh em làm sổ bình dân, chân đất ở thành phố cũng như ở nhà quê. Thì anh em chuyên nghiệp thì có một số anh em kênh lớn vẫn xem ủng hộ mình chân thành cảm ơn. Mình vào vấn đề ngay. Đó là hôm nay mình chia sẻ đến anh em một cái vấn đề rất rất là quan trọng. Đó là việc chúng ta mua những cái thiết bị đồ số mà bên bán họ cam kết với chúng ta sẽ đáp sẵn về chỉ việc cắm vô dùng hay hay không, dùng được hay không. Rồi bây giờ chúng ta cùng bàn nha. Cái vấn đề đây là mình thực sự là mình tiếp nhận rất là nhiều khách hàng mà rất là nhức đầu vấn đề này anh em ạ. Tại sao nó có khái niệm set up sẵn mà về dùng ngay, chỉ việc dùng không cần gì hết. Thế thì mình đặt một câu hỏi như này. Ví dụ các bạn mua một chiếc mixer số. Rồi, anh ơi, anh set up cho em một cái băng sẵn đi, em về em chỉ việc cắm vào em dùng thôi. Chỉ giờ set up sẵn cho em là một hai đường micro. Em đánh trống ra một cái kit, một cái snare tôm 1, tôm 2, tôm 3. Hit hat và cái grab 1, grab 2 chẳng hạn vậy. Rồi, em đánh cái organ. Cái guitar solo và cái bass nữa. Thì hết mẹ đủ hết rồi, còn gì nữa đâu. Rồi anh setup sẵn cho em một chương trình như thế, về chỉ việc em dùng thôi. Em thì setup không có hay, em có trình độ em còn yếu, ví dụ như thế. Rồi, làm đi. Mình đã từng làm rồi. Trước đây mình phân phối cái dòng cái code số gọi là cái DSP controller debit 260 hàng hãng và cũng như là hàng China nhái rất là nhiều. Mình bán hàng China nhái cái dòng đó rất là nhiều. Thì có một anh, xin lỗi anh nghe, nếu như chính anh có xem cái video này mong anh thông cảm bỏ qua, em không có ý chỉ trích anh, em cũng không nói tên anh, em chỉ nói đây là em lấy một cái ví dụ để em muốn nói chuyện với anh em vấn đề này như thế nào thôi. Có một ông anh người Bắc đặt mình mua một cái debit 260 hàng nhái China. Thì yêu cầu mình sẽ đắp sẵn một băng thì mình cũng làm chung chung thôi. Cái thời 2009, xin lỗi 2019 thì mình còn làm vấn đề đó. Nhưng mà nay lòng mình bỏ lâu rồi, mình không có nhận như thế nữa. Rồi mình tiếp tục tâm sự với anh em. Thì mình cũng có setup sẵn hai đường full, hai đường monitor, hai đường phụ đó để làm monitor và một đường sub đó, và thêm một đường sub phụ nữa để khi anh muốn đánh đánh thì anh ta về. Đưa tá chờ rất là lâu, giao hàng COD anh em. Đưa tá chờ rất là lâu. Thì cái anh bưu tá anh mới điện, anh ơi giờ có lấy không vậy, em đợi nãy giờ là 25 phút rồi mỏi à. Anh kiểm tra kỹ lắm, anh kiểm tra anh rọi đèn, anh rọi ốc, rồi anh đem vô anh gắn vô loa, anh hát thử đi tới đi lui, xong rồi anh nhấc máy lên anh điện cho mình. Anh ơi, cái anh set up cái code PA260 thế nào mà giờ em dùng nó dở quá anh ơi. Mình mới bảo là ủa thì anh ơi, nó dở là như nào anh. Thì em chỉ có setup chương trình chung chung thôi, dựa vào đó mô phỏng, ví dụ như cái sub là tần số bao nhiêu, nó chưa sâu, nó chưa ấy thì anh có thể cắt lại, hoặc là nó chưa bục tiếng lắm thì anh có thể nâng nó lên, EQ nó lại xíu cho nó như ý anh. Full cũng vậy, còn nó hú thì anh giảm hú đi. Ôi em dùng không được anh ơi, em đứng có 2 mét, 2 mét 2 mét rưỡi thôi là nó vừa 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 đục vừa ngầu mà vừa hú, không không thể nào nó hay được. Thì mình mới bảo thôi anh ơi đóng hàng lại, hãy gửi bưu tá cầm trả lại cho em. Ok, tiền ship cứ để em chịu, anh không trả gì hết đó. Đó là một bài học cho mình và cũng là một bài học cho anh em luôn. Mình tâm sự với anh em biết tại sao vậy, tại sao cũng là cái dòng series đó, cái dòng code DBX 260 hàng nhái đó mình bán rất nhiều, anh em dùng được, anh em điện cảm ơn. Mình bán hàng tất nhiên mình có lời rồi đúng không, ai cũng biết, anh em vẫn cảm ơn mình. Ông bán cho tôi cái code tầm giá đó xài được, về tôi dùng đồ tôi đi show lâu nay được ổn định, chỉ có vấn đề nó hơi thiếu điện rồi hôm nào tôi gửi cho tôi cái nguồn AutoVolt tôi thay vô nữa là ok rồi xong. Tại sao anh đó dùng cũng được, cái vấn đề ở đây là phù hợp đồ của anh ta không phù hợp, rồi là men loa mixer, nói chung là nhiều thứ anh ta gắn vào thì nó không phù hợp, nó xảy ra cái hiện tượng là đục, là ù, là hú hay là như thế nào đó. Rồi anh ta dùng không được, anh ta quy trách nhiệm cho mình setup không hay, không đạt yêu cầu anh ta trả lại, mình chấp nhận. Nhưng vấn đề phân tích ra nó không phải là do mình, mà cũng không, mình không đổ cho anh ta, do là cái cách setup cái băng tiếng của mình, băng cái chương trình của mình nó không phù hợp với cái đồ của anh ta. Nếu mà có nhà phân phối nào đó, nhà bán hàng nào đó mà hứa với các bạn rằng tôi setup hay, anh em chỉ về chỉ việc cắm vô dùng, thì các bạn đừng có tin, đừng bao giờ tin điều đó, chỉ tin 1% thôi. Tại vì cái xác suất mà setup sẵn mà hay á, nó chỉ có đạt từ 1 tới 10% là hết cỡ, không có 10% nào hiếm lắm. Nếu làm được điều đó thì các cái hãng phân phối bên JBL, bên DBX, bên tập đoàn Harman, bên Beringer nó đã làm sẵn hết rồi.
một cái mixer hay một cái số hoặc là một cái van số, họ setup sẵn hết van số là của China, của chị Na Trung Quốc, setup sẵn hết về chỉ việc cắm vô dùng thôi. Tất nhiên là cũng có, ví dụ cái controller 260 đó, nó 260 luôn cho anh em phổ thông nhất, trong đó nó có cái băng dành cho loa JBL bao nhiêu, loa BV bao nhiêu, nó có sẵn hết, nhưng mà với điều kiện nó phải hàng hãng của nó. Còn loa mình năm cha bảy mẹ, con năm cha bảy mẹ lắp ghép các kiểu hết thì không có thể nào theo hãng được. Hãng nó biết vậy thì nó đã sản xuất sẵn hết rồi, nó không có để những người mà trình độ nửa vời bị bà bị bổm như em sẽ đắp cho anh em đâu, không có. Mà mình nói lại vấn đề chung là có setup sẵn, nó có ích trong trường hợp nào. Ví dụ bây giờ cái mixer số để tiền Behringer XR đi, XR đi, hoặc là cái vàng số X5, X7, X8, X10 đi. Rồi ok. Là mình setup mô phỏng theo cái gu nghe của người Việt mình. Đó, sub nó tầm đó, full nó tầm đó, echo thì người Việt Nam mình hát nó khoảng tầm gọi là time delay, cái thời gian đó lơ 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 nó khoảng tầm là 180 cho đến 230 35, 250 đổ lại. Lơ 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 hoặc là lơ 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 đó, tầm đó là vừa. Đấy, setup chung chung như thế. Còn cái reverb thì reverb trong ngưỡng nghe được, mà mùi mùi mà tầm nhà quê mình hát đó, bình dân quán cóc quán nhái đi hát thì nó cũng khoảng tầm time delay đó, cái decay nó khoảng tầm từ 1.800 cho tới 3.000 4.000 đổ lại đó, thì nó tùy, mình setup chung chung 2.500 thôi. Chứ giờ biết chung setup chung mà làm sao biết được, người ta đứng bàn người ta chỉnh từng bài các bạn à, một bài tới ba ba kiểu effect. Chút nữa mình nói tới vấn đề đó, một bài ba kiểu effect reverb khi người ta hát ran ran đầu không có nhạc, người ta hát để reverb khác, ví dụ có reverb có thể hát 1.500 thôi, khi vô nhạc nó có trống nó đánh nó hit hát rồi piano guitar nó quạt chả nhẹ nhẹ theo á thì nó tăng tăng lên 3.000, nhưng mà khi tổng full band vào á nó lên 4.500 hoặc lên 6.000 cái decay của reverb đó. Để huống chi là một bài là mình sẽ lắp sẵn một chương trình một loại sao hay được. Nên Thành ở đây mình nói chuyện tâm sự và mình phân tích chia sẻ cho anh em, một một số anh em còn chưa biết, cứ mua hàng những cái mixer số, những cái thiết bị số, công lơ số thì cứ giao phó cho cái bên bán hàng á, anh sẽ anh cài sẵn cho tôi một chương trình này, tôi không biết gì đó, tôi về tôi với vật dụng thôi. Thì mình khuyên chân thành nghe, em tôi khuyên chân thành những em dạy đừng mua hàng, từ từ hãy mua, hãy coi video, hãy học hỏi, hãy biết sơ sơ về định nghĩa khái niệm chỉnh cái con đó nó như thế nào đã, rồi hãy đặt mua. Mình giao cho người ta, ok như em nhận cái mixer Behringer, em sẽ gửi một đống file qua cho anh em email, rồi mình gửi cái video hướng dẫn cho anh em cái cách copy. Ví dụ anh em load của mình là mười mấy chương trình, trong đó có một chương trình thấy cái micro hay rồi giữ lại cái micro, thấy cái EQ của cái bus sub này hay rồi giữ lại đó, rồi mình gom nhiều cái lại thành một cái chương trình của mình, anh em dùng và dựa trên đó anh em tiếp tục edit sửa tiếp. Chứ còn không có một cái ở Việt Nam mà ở bất kỳ nước nào trên trên thế quốc tế thế giới này cũng vậy, không có một cái ông kỹ thuật, ông bán hàng nào mà setup một thiết bị mà đều phù hợp cho mọi người hết, nó không có được. Loa của anh khác, loa của tôi khác, và tôi với anh dùng cùng một cấu hình y chang nhau hết thì cái tai nghe và cái cách setup trên vàng của anh đã khác rồi. Khi anh bán tôi bán thiết bị cho anh á thì tôi setup theo cái gu tôi thì anh không dùng được. Ví dụ setup, cách setup gain, anh chị các bạn đang ngồi xem Tuấn nói đây dùng một micro y như mình, mixer y như mình, mọi thứ y hết, bây giờ chỉ mua cái công trình lơ thôi, mình setup đồ y vậy mình dùng được, đưa với các anh báo là ủa sao nó cứ clip hoài, bởi vì anh setup gain đi mixer tiêu chuẩn vượt ngưỡng đó, thế này thế kia nó sai, nó phụ thuộc rất nhiều thứ. Setup thì mixer là cái micro vào, tín hiệu đầu vào, từng la vào, nó phụ thuộc cái gain, cái compressor, rồi cái quản lý fader, mình có cái video quản lý fader nhiều thứ đó trên cái kênh của mình hết, âm lượng rồi xuống cuối cùng nó mới tới cái thiết bị mình bán cho anh em đó, đó là công trình lơ chẳng hạn, cái con số đó, và con số nó phụ thuộc cái ngưỡng vào nữa, cái ngưỡng vào in từ các thiết bị khác, mixer xuống thiết bị khác rồi vào cái con số, rồi từ đó nó mới dựa theo cái độ lớn của cái tín hiệu này nó mới xử lý. Tại cái code số mà nó có out, nó có ngưỡng limit giới hạn cho đầu ra, và nó có compressor để nó nén tiếng lại một xíu xíu nữa, nó vuốt lại xíu nữa, nó gọi là master đó, master finalizer đó, cho nó cái công đoạn cuối nó làm được tiếng hay trước khi ra cái sub hoặc là cái main. Thì liệu nó có phù hợp hay không? Không phù hợp. Cái van số cũng vậy. Setup thì chẳng qua là mô phỏng. Thời gian sau này là em nhận anh em, ví dụ như tôi đặt mua anh một cái mixer đó, anh xét cho tôi một chương trình, nó dạ ok anh, em nhận, nhưng mà anh gửi cho em cái email, gửi cho anh rất là nhiều file, có một cái video hướng dẫn cho anh xem cái cách load file như nào, rồi cách chọn lựa cái nào như hay, hay anh dùng, không thể nào dùng hay được. Cái cách chống hú mình hướng dẫn cho anh em mà chống hú bằng thủ thuật dùng expander trong cái gate như vậy,
nó phù hợp với từng độ nhảy của micro. Cái micro mà nó chậm nhảy xíu thì em nhả lại xíu, chứ không ghét nhiều thì nó mất đuôi đó, nó mất cái đuôi của tiếng hát. Nhưng mà mình hát bình dân mà, đâu phải phòng thu, đâu phải chuyên nghiệp đi ra hát đâu, là chống hú là được. Cái đuôi nó có mất một xíu, nó còn cái reverb với echo nó bù vào đó. Thì mình hướng dẫn anh em và mình chia sẻ anh em cũng vậy, nó vừa phải ở cái ngưỡng nào, mức độ nào phù hợp. Chứ mình không bao giờ mình cố nói là cái gì cũng sẽ đáp sẵn hết, bán cái vang số sẽ đáp sẵn anh em về chỉ việc dùng, bán cái code số bất kỳ gì sẽ đáp sẵn anh em về chỉ việc dùng. Ông nào bán tôi về tôi dùng đồ tôi hay coi có không, có, nhưng mà chỉ có 1% hoặc là cao nhất 10%, làm sao mà phù hợp được. Đấy, cái cách thức vận hành của mọi người mỗi khác. Thì anh em nào còn mơ hồ về cái khái niệm mua đồ mà cứ mong người ta sẽ đáp sẵn mà về mình chỉ việc dùng thì hãy khoan mua. Khoan mua ở đây là không phải là bắt buộc anh em phải tự sẽ đáp hết, nhưng mà phải hiểu định nghĩa sẽ đáp sẵn nó phù hợp như nào, rồi sau đó mình trau dồi kiến thức, mình tự học hỏi tập dần và xác định. Mình thấy mình coi video rồi, con XR12 này, con sao đáp UI24 này, con này con A con B con C này, mình coi video trên mạng các anh em nó làm video nó hướng dẫn con này có khó hay không. Nó khó quá thì mình từ từ, còn nếu cảm thấy cái trình độ của mình, cái hiểu biết của mình có thể thẩm thấu được, có thể tập dần theo cái công sơ này được, rồi đặt ngưỡng mua, xác định mua, mua về có thiết bị đã rồi tiếp tục mới khai thác được. Chứ bây giờ các anh cứ phó thác anh mua con có số gì cũng set up sẵn về chỉ việc dùng, làm sao hay được. Set up sẵn mà về chỉ việc dùng thì tại sao thằng Trung Quốc nó không set up sẵn, thì nó thừa hiểu Việt Nam mình chứ nó không hiểu đâu. Thằng hãng bên JBL bên nước ngoài, bên Singer, bên FPT, bên nhiều hãng lớn, tại sao họ set up sẵn rất là nhiều cái chương trình đi về mình dùng thôi, có cái nào dùng được đâu. Bởi vì nó biết đồ anh em và nó biết cái gu và biết cái ngưỡng anh em set up lên từng thiết bị kết hợp liên hoàn trong cái dàn âm thanh mình như nào đâu mà nó set sẵn. À, bởi vậy nên thành là mình không phải là dị ứng, nhưng mình rất không happy với những anh em mà cái gì cũng setup sẵn về chỉ việc dùng. Đó là một cái thủ thuật để quảng cáo bán hàng cho ngọt thôi, bán hàng cho ngọt thôi, dễ bán thôi, không phải là lừa. Do anh em mua thôi, anh em thích nghe cái cụm từ setup sẵn về chỉ việc dùng. À, nếu mà setup sẵn về chỉ việc dùng nó tốt như thế thì mình nói khẳng định với anh em rằng là không không có ai làm tốt được cái việc đó 100%. Nó chỉ có đạt từ một cho tới 10 phần năm dưới 10% đổ lại, không bao giờ hiệu quả đó. Thì qua cái video hôm nay Tuấn David chia sẻ với các bạn, các anh em là người vận hành âm thanh bình dân và mọi người muốn thay đổi thiết bị hoặc là chưa mơ hồ về cái kiến thức vận hành những cái con thiết bị số, thì anh em hãy định nghĩa cho mình, đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào cái vấn đề cam kết của người bán hàng là setup sẵn về chỉ việc dùng, mà hãy trau dồi kiến thức để rồi mình tìm hiểu thiết bị và mua về và tự khai thác nó một cách tốt nhất. Thì cái video cũng xin phép được khép lại ở đây. Anh em cảm thấy video hay thì cho mình xin một like và đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào và tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.